Vậy cô Tư tính đi đâu vậy? Lên đồ lộ mua cục đá với gói thuốc mấy ông này. Không có đem tiền sao mua? À, ê, cô Tư vậy thôi, cô Tư mua thiếu đi, nói người ta bán dễ lắm, chịu phánh tả. Vậy khánh tả cô Tư phải không? Rồi cô Tư mua đi, chịu vậy khánh tả lại. Chiếc xe bị tặng chó rồi vậy. Vô bút miếng nước đem cho miếng cà đem ra cái cô Tư mua cục đá bỏ vô cho mấy ông nữa. Hả? Ừ. Hên quá, ngày mai là chạy được rồi hả mẹ? Sáng mai vậy, đi được rồi, sáng mai chứ nè. Mà đợi con khúc mà, còn phút tâm chưa có. Xe Honda chạy được, xe kéo không cho đi vậy. Xe kéo bãi đó ngại nó cho đi. Đi sớm mà bãi rồi. Đi bộ cho đi không? Đi bộ rồi được. Xe kéo dừa với kéo đá, xi măng rồi kéo mới kéo tiêu cái lộ này. Mẹ, sao mà con đụng, lấy cái chân đụng cái thấy hồ ướt nhẹp à? Ước vậy á, nó trộn đều học. Đi học hả? Dạ, nghe thằng mẹ. Mẹ nghe học. Thằng nhớ hết. Có tiền chưa? Có rồi. Ừ. Mà chị đâu có cho. Cảm ơn nha. Ờ, tại giờ có cái máy trộn nó mau chứ, thì lẽ người ta trộn gì nổi. Máy bướm mình sao à. Ừ. Bướm à. Giờ Khánh sắt tỏi. Tỏi này mình đâm thì nó không có ngon bằng mình sắt. Mình sắt được cái mình đâm thiệt là nhuyễn ra. Thì mình ăn vậy thì mình ăn muối cái mình cắn túng cái miếng tỏi á, cái nó thơm dữ lắm, thơm luôn, còn như Khánh giống ông ngoại vậy vậy. Phái cắn túng mà cắn hột không phái. Ông ngoại mình hồi đó là khoảng 4-5 năm trước khi ông ngoại mình mất á, thì ông ngoại mình không có còn găng, nhưng mà phái ăn thịt kho rượu dữ lắm, thịt heo kho rượu là quanh năm suốt tháng luôn, không có ăn cái món gì ngoài cái món thịt kho rượu hết trơn á. Bởi vậy giờ cậu Năm cậu giống ông ngoại, cậu Năm cũng ăn thịt kho rượu quanh năm. Có nội hả? Dạ. Làm nội kho rượu gì hả? Hả? Năm á. Hả? Ngày nào cũng có kho rượu hết trơn là quanh năm luôn á. Rồi cái ông ngoại á đâu có thấy đường múc cơm ăn đâu, tại lúc đó ông ngoại cũng lớn tuổi dữ lắm rồi. Rồi cái ông ngoại không thấy đường múc cơm ăn, ông ngoại chỉ thấy mờ mờ không thấy rõ. Cái cặm tô cơm ăn mà cái mỡ út mỡ thấy tội nghiệp, nên mỡ út mỡ xé thịt kho rượu á, mà kho cho nó mềm rồi, mà rồi cái mỡ út mới xé nhuyễn bỏ vô tô á, rồi bỏ chung với cơm cho ông ngoại tự múc ăn, thì ông ngoại không có chịu, ông ngoại đòi phải xé cục bự để ăn, tuy là không có răng nhưng mà phải cắn cho tốn. Bây giờ mình thấy mình nhuyễn nhự cắn không tốn đâu đâu hả, vậy là không chịu á, không chịu. Ông ngoại mình dễ dễ dữ lắm, dễ hiền dữ lắm, hiền chứ không có khó. Giờ mình sắt sắt tỏi ra rồi bắt đầu mình bầm. Đây là muối với lại ớt thì mình kêu bằng muối ớt. Chứ không phải muối tôm, tại mình chưa có bỏ tôm vô. Mà bảy nãy giờ mà bảy ở nhà mà bảy đâm ớt xong rồi cái mà bảy tộm với muối vô, giờ nó lên cái màu cam cam, cam đào hay gì á. Giờ thẳng cái cối đâm ấy rồi mà đâm tép luôn ạ. À. Tôm. Đâm tôm. Ừ. À, tôm. Ừ. Giờ tép không tốn ha. Tép không tốn. Thì giờ mà phải đâm đó, Khánh bậm kia nha. Ừ. Khánh bậm tỏi đi. Dạ. Mà đâm tôm. Mắc hơn thịt heo nhiều. Ừ. Mắc cấp 5 này được rồi, mua tôm
dạ. Mua tôm dăm về cái mình luộc, mình phơi khô rồi mình làm. Ngon dữ lắm, ngọt. Nó ngọt hơn cái mua này nè. Chắc giờ giống đầu bếp chuyên nghiệp quá ha. Khánh là đầu bếp chuyên nghiệp mới ở bên Úc về. Mới thành nghề năm 2018 hả? Trời ơi, có nha, nhiều nhà hàng mời Khánh đó, đi để làm á hả? Đi làm á, nhưng mà Khánh từ chối hết trơn hà. Khánh không có nhận. Với đi dạy cho mấy cái lớp mà người ta học phải không? Hả? Sao không đi từ chối hả Khánh? Tại nhớ nhà, xa nhà quá mà phải. Hả? Thì mình đi lâu lâu mình về một lần. Thôi, Khánh nhớ mẹ, nhớ con, nhớ mấy vậy thôi, ở nhà đây mở đi. Lớp cho người ta lại người ta dạy được không? Không có giờ nào đâu. Thì mình nghĩ là mấy chuyện kia giờ mình dạy cái này mình mất thu nhập mình cũng vô đó chứ gì. Thôi Khánh cũng không chịu luôn nữa. Vậy hả? Tại vì không có được thoải mái. Cái gì á? Vậy chứ cái ngày nào mới thoải mái vậy? Ví dụ như mình thích thì mình làm, không thích thì mình không làm, mình nghỉ chơi thì nó thoải mái hơn. Mình dạy này cũng được, học tỏ cần mà. Thôi, ví dụ như nó giờ nay cô nó giả bộ nó cần vậy, cái chừng nào nó không cần chữa chết luôn. Cái nó giờ cô muốn thích đi chơi rồi nhờ cô nghỉ, cái này nó cũng nghỉ vì nó cần mà. Nghỉ xin đi theo cô chơi luôn. Đi theo chơi luôn. Thầy tò gì sắm nhau đi hết. Học kiểu đó chắc đi chơi nhiều hơn học á. Vậy chứ còn vui nữa. Thôi, không khái ồn ào. Phải nhận dạy mợ cũng đăng ký rồi. Đăng ký học cũng khóa đặng sao mở lớp dạy lại coi. Đây là tỏi mình băm nhuyễn ra rồi, được nữa chưa được nửa tô rồi. Cái này là muối ớt hồi nãy mà bảy băm ra, còn đây là tôm khô nhiều lắm nha, coi vậy chứ nhiều lắm á, tại nãy mình ép ra mình sợ nó đổ ra ngoài tại nó dung lên á. Cái được một dĩa luôn. Bây giờ mình chuẩn bị mình làm đó. Đẹp màu giống màu muối. Mình bắt cái chảo lên bếp cho nó nóng cái chảo rồi. Giờ đó, trước hết đó, thì mình túc cái muối ớt này vô. Đó. Mình xào muối để cho muối nó giòn. Nó giòn lên nó nên với lại ớt của mình nó khô lại. Tại vì hồi nãy ớt mình đâm ra nó cũng ra cái nước ớt á, cái nó làm cho muối của mình nó ướt hơn. Nếu mà có nắng thì mình đem mình phơi nắng, mình phơi dài nắng cũng được đó. Nhưng mà mình bỏ tỏi vô vậy nè thì mình không có phơi nắng được. Mình phải rang ở trên lửa á, đặng cho cái tỏi nó được nó rang chung với muối vậy nè nó mới thơm cái muối của mình, mà tỏi của mình nó chín luôn nữa. Nhà làm hồi vô keo bưng đi bán. Bán này chắc lỗ quá. Bán rẻ thì lỗ, còn bán đắt thì không ai mua. Tại mình làm chất lượng rồi. Cây vô keo nhỏ nhỏ 10.000 keo. 10.000 keo là lỗ. Tính ra được mấy keo? Mười keo thì lấy vốn lại. Mười keo lấy vốn còn nhiêu ăn hả? Biết lấy được vốn không? Giờ mình để tỏi vô luôn nha. Đây có nhiều tỏi mình để hết vô luôn. Thường thường mình rang đậu phộng á mình cũng bỏ muối vô, còn giờ mình rang tỏi thì mình để muối vô luôn, mà muối này có ớt. Tại vì cái tỏi này nó cũng ướt nữa nè, nó có cái nước tỏi ở trong đây nè. Còn tôm khô á thì lát nữa mình để vô sau. Chừng nào á mà cái muối này của mình nó khô lại rồi á thì mình mới để tôm khô vô. Tại vì tôm khô nó nhanh lắm. Mình để vô sớm á thì nó không ngon. Nó bị tại vì nó cái sớ của tôm khô nó mỏng dính nè. Nó nhuyễn giống như bột vậy đó. Cái nào to thì mình để vô trước, còn cái nào nhuyễn thì mình để vô sau. Coi vậy mà nặng tay không phải? Cũng nhiều á. Rất là mất.
thơm cái à. Nghe cái mùi ớt với mùi tỏi nó nồng lên, nó sọc nó lên tới đây nè. Vậy chứ tới hồi mà nó chín nó thơm với nó mà vậy. Cái này là nó chưa có chín gì hết á. Cái này mình để tỏi vô là mình phải làm mình đảo tới chừng nào mà tỏi cái tỏi của mình nó vàng đều với lại muối nó vàng đều là mới được. Chứ tỏi mà nó còn sống mình ăn nó hơi gình à. Nó không có thơm. Trái không vậy? Trái không? Trái. Trái nhỏ. Trái nhiêu vậy? Trái nhiêu. Ừ. Cái chảo muối này hồi giờ đợt trước á mình gan cái chảo muối hình như đâu tiếng mấy vậy. Tiếng mấy muối hả? Còn đợt này thì chắc cũng vậy. Tại vì á mình gan muối như là mình đâu có để lửa lớn được đâu. Mình để lửa nhỏ 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 vậy nè, mình để lửa lớn là nó bị khét đứt. Nó bị cháy. Nó cháy cái muối dưới của mình á. Bây giờ nãy giờ mình xào cái muối này ở trên bếp nãy giờ cũng 20 phút rồi. Bây giờ mình để tôm khô vô luôn nha. Này hai cái, một cái thì nó màu đỏ nhiều, một cái thì màu cam cam, vàng vàng. Bây giờ mình đảo cho nó lên luôn. Tôm khô này hồi nãy mình đâm nhưng mà nó cũng có cái nhuyễn có cái không nhuyễn, nhưng mà không sao, mình ăn vậy thì mình cắn túng cái miếng tôm khô. Cắn cho nó túng không? Cắn cho nó túng kìa. Cắn cho nó tạt rồi không có được, để nhuyễn quá nó không túng gì trời. Với ông ngoại hồi lần mất rồi ông uống sữa rồi cái cho ông uống nước lại cho nó miệng đừng có ngọt lắm. Cái không uống nước không có gì trên. Nhưng mà có gì đâu mới cưỡng chứ. Tại ổng ngồi mình, ổng ngồi không, ổng buồn hả? Ngồi không buồn á. Cái tay chân đâu có cảm giác gì đâu, đâu có làm gì đâu. Đâu có bị thân tâm. Thì đập tung vô ngay chỗ cái miệng. Cũng không có gì đâu. Để nước nó lạc. Uống sữa cũng ngọt không? Thì uống sữa rồi, thường thường phải uống miếng nước vô. Rồi nó thơm, bỏ tôm khô gì bắt đầu nó thơm lên này nè. Giờ ngon rồi. Thơm lên nè, thơm một tôm khô. Đem ra cái dắt chanh vô cái xé con gà ra chấm, gà luộc á. Nóng hổi thôi còn bốc khói à. Xé hưởng cái muốn phỏng tay vậy á. Chấm mì ớt đó ha, ăn ngon vậy lắm. Xé nguyên cái cánh bò chảng nha. Chấm muối nó còn nhiễm chanh. Chấm không luộc con gà thôi, gặp đâu làm muối ớt gì chấm. Thôi để mời luộc gà cũng không sao. Cũng vẫn còn kịp. Muối ăn cả năm mới hết. Có còn nhiều mẹ. Muốn khô khô hết rồi. Mãi nó khô hết hả? Nó queo. Xào thử, thử anh thử. Xào thử thầu biết khô không? Nó hết cái dính rồi. Nó nhuyễn giống như cát xay vậy á. Khô thầu thấy không? Như cát vậy. Sao em biết à? Nó nhắc à. Ăn nó ngon gì đâu á. Giòn giòn ngon đó. Nó ngon mà nó giòn. Thơm gì đâu, thơm luôn á. Nhìn tướng 17. Ngon con ngồi đó đi con. Ở chợ bác. Ngon dữ lắm. Ngon. Chút nữa bà Bảy nhớ lấy miếng đi về nhà để dành ăn bữa nha bà Bảy. Cái này chắc được rồi bà Bảy ơi. Được chắc được rồi, để cho nguội, chừng nào nguội thì mình mới để vô keo mình cất. Vô keo. Lấy ra ăn từ từ, đừng có lạnh keo bị chả. Cái này mình ăn chắc tới 2020 quá. Tới đó. Ngon. Đầu năm làm tới cuối năm. Cuối năm sau làm chảo nữa. Năm mà cứ chảo một năm, chảo một năm vậy. Chảo một năm. Hồi đó người ta không có gì ăn, người ta ăn muối ớt rồi muối tiêu ăn cơm mà bạn. Muối tiêu ăn cơm ngon lắm á. Ăn nó thơm mà cái hột cơm nó ngọt. Sao ngọt á? Muối tiêu ăn cơm ngon lắm, hồi lần mỡ xanh ăn cơm muối tiêu á. Sao hồi đó mẹ Khánh Xanh, vì mẹ Khánh không cho ăn cơm muối tiêu. Có đồ ăn cho muối tiêu. Cho ăn cơm gì quên muối tiêu ta.
ngán muốn chết vậy. Cá cá kho à, cá kho, cá lóc kho à, ngán muốn chết vậy. Người ta không có gì ăn, người ta phải ăn muối tiêu. Tại không có đổi món á. Chứ giờ khả năng có vậy thôi mà không ngán dữ lắm. Cho ăn canh đu đủ. Như đẻ là đâu có ăn được gì. Khánh ăn không, Khánh ăn với Khánh ngán, Khánh ăn không vô. Khánh xanh rồi, từ hồi mà Khánh mới có bầu cho tới lúc đi xanh luôn là Khánh vẫn còn ngán. Rồi xanh xong Khánh vẫn ăn cơm không được luôn. Chứ không phải xanh xong mà ăn cơm được như người ta nữa. Xanh ăn rồi ăn cơm được mập lù. Khánh ăn không được, Khánh nóm nhôm. Mà Vi không có sữa bú nữa. Không phải giờ không phải giữ eo mà ăn không có được, ăn ăn nuốt nó không vô, ăn nửa chén là hết no rồi. Sao giờ cái gì không mập này? Chắc tại thiếu thiếu chất nên nó không mập. Thiếu chất nên không mập chứ giờ sao không giờ? Tôi quay ở tay nè. Ừ. Rất là ngon. Rồi được rồi vậy à. Vàng đẹp quá. Đường dây luôn. Ngon ha. Nghe đứng mùi xa xa mà nghe mùi thơm phức mùi tôm. Này. Đi kì, đi chỗ khác kì. Gì Vi, sao Vi cười Vi. Trời ơi nó ngon. Thơm gì đâu thơm á. À, cái tỏi của mình nó cũng chín này. Rồi cái ớt nó cũng chín. Rồi tôm khô thì nó cũng chín nè. Còn miếng tôm khô. Cái này ăn mới ngon nè. Ăn 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 trái cây mà cắn túng cái miếng này mới ngon nè. Giòn giụm à. Ngon. Nó vừa ăn nữa. Tại vì có tôm khô á. Cho nên á nó ngọt, cái hậu nó ngọt á. Rồi tỏi, rồi muối. Muối với tỏi nó có tỏi cho nên nó có cái hậu ngọt ngọt mà nó không thức à. Muối ớt thì nó cay. Muối thì nó mặn. Ngon gì đâu ngon luôn. Vậy là mình để mình ăn từ từ là được rồi. Đây là cái muối mình làm ngày hôm qua nè. Nó ngon lắm. Nó thơm phức mùi tôm à. Còn đây là cốc, cốc của nhà mà bãi. Mình gọt vỏ rồi ngâm muối xong hết trơn rồi. Giờ mình với Tiền có hai đứa hà. Ở nhà bữa nay thì Dung đi không có nhà, Dung đi công chuyện không có nhà cho nên là có hai đứa à. Giờ hai chị em tư tư bồ miệng không có gì ăn nên ngồi ăn cốc. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Khánh chảy à? Thôi con ăn không con. Khánh chảy mới được. Ủa hai? Khánh chảy mới được. Khánh chảy. Cái này là con tôm bữa mình bắt hả? Hả? Không có, cái này là tôm ấy. Chứ tôm bắt mà bỏ không đi chắc sao. Ủa con tôm chứ đó. Ừ tôm đó rồi. Mà bãi bán rồi. Mà bãi bán hôm qua bán được 112.000. Rồi mẹ nói bán nó rồi sáng đi chợ á. Rồi mua mua cái gì á rồi về á rồi nấu sắm nhau ăn cho vui mà Khánh chữa một cái gì hết từ nước ngoài giờ á mình chấm 280g tiền gần 300g á 280g phải có cặp càng nữa chắc nửa ký quá bẻ miếng cốc ra chấm muối quẹt cái quẹt nhiều vậy nè cho nó dính tôm chứ dĩ tơn á nó dính tôm dính muối luôn mẹ ăn nè mẹ chị hát sợ chua hay gì chị hả chị sợ chua hay gì ít ăn chua rồi vô qua cốc qua dạ ăn thì ra cái này nó hợp với tuổi trẻ với tuổi già tuổi già ăn không ngực được cái chua ê găng ha. Nào có muối ngon mà bả. Có tao ăn con nào ăn được mà. Ngon chua. Em nó cay ngon. Ăn hết chua chút nào đó. Tại có mùi tôm á. Có da, rớt, hên quá. Rớt này đồ quá. Nè, nè qua cặp họ quay qua. Ăn này hồi vô ăn cơm đã rồi. Cứng. Dạ. Cái gì được? Mà nó không cứng như hột cốc mỡ. Hột cốc cuộn cơm đã luôn. Muối ngon chứ. Muối này không chua. Chuẩn bị giờ nhử tôm nè. Dịch kia chứ ai chứ. Ờ vừa gì vừa chỗ cạp đó. Dịch.
Chị ba mua ha, Di Hạnh Phúc mua hai vịt á. Ủa có hả? Mua hai vịt thú cơ á. Con không biết. Có mày nó giòn. Cái thịt của nó cũng giòn. Mà có điều á, nó ăn giống giống như là ăn cắp non vậy. Đúng rồi. Miếng nhỏ xíu á, tay ba chút á. Cốc này là cốc Thái cho nên tái nó nhỏ. Mà mình ăn nó giòn nó không có chua không mà ba ơi. Cốc Thái thì được cái là có tái quanh năm. Còn cốc của mình á kêu bằng cốc mỡ thôi mà bảy. Cốc mỡ. Cốc mỡ thì tới mùa mới có. Mà cây cốc Thái ít bị sâu bệnh hơn là cây cốc mỡ. Cây cốc mỡ nó có sâu đục thân. Nó hồi đó nhà Khánh cũng có tặng cây nữa. Với bù xe à. Để sao sâu đục thân nó đục cái hộp gì mà đòi lôi ra lôi vô. Cái hộp nó nhỏ à, cái hộp kia kìa. Cái hộp cốc mỡ á. Cái xàm gì nè mình bỏ vô họng mình rồi. Cái hộp cốc mỡ còn bự hơn dữ nữa. Hồi lần đâu có cốc này. Cốc này mới gây giống ra chứ hồi xưa đâu có. Rồi mua bên Thái em về nè, kêu bằng cốc Thái. Ghép giống làm sao mà bãi mình á thì mà bãi để ý cái gì của Thái ăn ngon à nè Thái Lan ủa vừa xin đâu xin là cũng Thái Lan á Thái Lan em vừa xin còn xài Thái xài Thái Lan là nước xiêm xài Thái ngọt ngay à xài Thái bộ con Thái sầu riêng Thái còn diễn Thái á hồi xưa là ngon là nói xiêm dâu xiêm vịt xiêm chuối xiêm đồ Thái vịt Thái á vịt xiêm vịt xiêm của bên Thái thằng ra nhỏ quá ha ờ bên xiêm nước xiêm nước Thái Lan nổi tiếng cái cày mà ngày xưa là ngày xưa là nước xiêm chứ không phải nước Thái Lan Khánh chưa đi lần nào mà Khánh nghe nói ủa Khánh nghĩ nghĩ Khánh nghĩ nghĩ vậy mà công nhận trái cày ở bên Thái Lan trái nặng cũng ngon thật mà bãi mình á thì bồng bông Thái nữa mà bãi giờ có bồng bông Thái ngọt ngay à mà bãi mình thì bác sĩ không cho ăn đồ chua cho nên là nội bãi chỉ được nhìn thôi chứ không được ăn bác sĩ nói là được nhìn chứ không được ăn đúng không bãi nhìn chảy nước miếng cái lấy đồ phong thì ăn không được chứ đồ chua sao là ăn không được cái muối này mình làm á nó thiệt á luôn á là nó không có ngon giống như là muối ngoài chợ đâu nhưng mà nó chất lượng. Ủa hôm mới làm mới là muối mới là hay làm cái dĩa này mới làm muối mới còn muối cũ đâu rồi mới làm rồi hết xong rồi còn muối nào mới làm đó mới làm lại ăn cái này được cái là ở trong đây có tôm nè tôm thiệt luôn chứ không phải tôm giả rồi có tôm giả nữa của mình thì mình không có để bột ngọt cho nên là nó ngọt là ngọt cái vị tôm chứ nó không có ngọt cái vị bột ngọt cho nên nó cũng còn cái vị mặn mặn nó không có giống như là muối ở ngoài chợ của người ta làm muối này thì ăn ở trong nhà mình ăn ngon chứ người ai lạ lạ ở ngoài đường vô ăn thì chơi liền luôn á cái gì nó hơi mặn hơn là muối ở ngoài chợ thì clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.